sau một đêm thì cái lớp keo này nó khô rồi, hoàn toàn tầm 10 tiếng rồi khô rồi. Đó thì anh chị chúng ta quan sát cái lớp trước nha, màu sắc nó rất tươi sáng và nó rất là nét, sắc nét. Thì cái lớp hôm nay, lớp resin hôm nay, tức là lớp dáng cá thứ 5, đúng không nhỉ? Lớp dáng cá thứ 5 thì mình tiếp tục mà mình trồng khối lên để cho nó dày khối thêm. Thì các bước anh chị và mọi người chúng ta sẽ vẽ hoàn toàn giống như là cái lớp trước, cái lớp này. Đó. Vẽ lớp lót và vẽ màu chủ đạo, chỉ khác là cái mắt cá thì chúng ta đã vẽ rồi. Thì mắt cá thì anh chị và mọi người chúng ta không cần phải vẽ nữa ở cái lớp này. Và mình lưu ý nha, kể cả cái phần rong rêu này đó thì chúng ta lại vẽ lặp lại hoàn toàn, không vẽ cái cành thân nữa. Thân cành chúng ta vẽ xong rồi, chúng ta chỉ có vẽ lại, lặp lại các bước của lớp trước để trồng dày khối lên để nó tạo khối thôi. Còn cá này cũng vậy, nhưng khác một cái là cái lớp này thì khi mà chúng ta mà vẽ lớp lót xong, vẽ màu chủ đạo xong thì chúng ta lại vẽ thêm một cái mẩu đuôi nữa, mẩu đuôi của con cá ba đuôi này đó, để cho đuôi nó dài ra. Thì cái lớp này chúng ta có đuôi, vì những lớp trước thì chúng ta đã tạo được cái khối bụng cơ bản, về khối bụng rồi, có khối rồi. Và mình lưu ý một điểm nữa nha, những cái lưu ý ban đầu này thì anh chị chúng ta là chúng ta phải để ý tập trung một chút, vì mình sẽ nói tổng quát tất cả về cái lớp ngày hôm nay, lớp resin ngày hôm nay đó. Và một điều nữa là về cái phần vần sậm khối thì cái lớp này chúng ta không cần vần sậm khối ở những phần mang bụng nữa, vì chúng ta đã đủ cái độ sậm của nó rồi đó. Vì càng nhìn từ trên xuống mà, nhìn từ trên xuống thì càng dưới sâu phần đáy thì nó càng sậm, và lên dần thì nó sẽ nhạt dần. Nếu như mà anh chị chúng ta mà cứ vần sậm như vậy thì lên con cá nó rất là bị đen và nó tối. Chúng ta chỉ cần làm sậm phần bụng thôi, nó từ bụng đổ xuống thì chúng ta làm sậm mang, làm sậm mà bụng thân. Cái mang cá này thì chúng ta cũng không cần phải vẽ nữa, vì cái mang cá nó ăn qua cái mắt cá này rồi thì cũng thôi. Cái mang cá không thể nào mà nó ăn quá lên đến đầu được, không quá lên đầu cảm giác cái mang nó bị lật ngửa, con cá nó bị lật bụng đó, thì chúng ta cũng không lên vẽ cái mang nữa. Chúng ta chỉ nó có là vẽ lớp lót và vần màu, vẽ màu chủ đạo, vẽ thêm cái màu đuôi, thế thôi là được. Vẽ trên cá bao đấy rất là dễ, chỉ là trồng khối lên thôi. Mình làm tốt cái vẽ lớp lót và vẽ màu chủ đạo, làm sao cho nó hòa trộn giữa các lớp vào với nhau thành một thì là thành công. Bây giờ thì mình sẽ đi, mình vẽ lớp lót và mình tô màu chủ đạo. Cái đoạn này thì mình sẽ không quay nữa, vì cũng hơi vướng vào cái phần đầu mình vẽ, mà mình để cái cam điện thoại này trước mặt cũng rất là khó nhìn, mình vẽ rất là khó, nó vướng. Cho nên là nó chỉ giống các bước lặp lại hoàn toàn. Khi nào đến cái đoạn nào mình vẽ đuôi thì mình sẽ nói trực tiếp và nó cụ thể hơn. Đó, mình đã vẽ xong cái lớp lót màu trắng rồi, lớp lót nhé. Bây giờ là phần tiếp theo là mình sẽ đi mình tô màu chủ đạo, mình sẽ tô màu trắng trước. Vào đây. Thì mình lưu ý là những cái phần màu đỏ mà nó ăn hết cái mảng này thì chúng ta có thể là, nếu mà không vẽ mang nhá, không vẽ mang nữa thì chúng ta phải vẽ như thế nào? Đây mình sẽ làm mẫu luôn nhỉ, không phải tu nhanh được, cái này chỗ này không thể tu nhanh được. Mình sẽ vẽ con này. Thì không vẽ mang nữa, tức là chúng ta không vờn mang màu trắng nữa, vì cái mang chúng ta vẽ xong rồi thì chúng ta phải vẽ lớp đỏ như thế nào. Chúng ta cứ vẽ như bình thường mà chúng ta vờn ra thôi. Đó, chúng ta vẽ cái đầu ở trước này. Này. Đó. Thì anh chị là chúng ta cũng thấm vào màu, bớt vào giấy và chúng ta vờn mỏng ra thôi, cứ vần dần như bình thường.
tiếp tục vần mỏng ra, làm sao cho ăn nó ăn hết cái lớp lót mờ mờ đi. Đó, thế là được. Tiếp tục có những cái phần này này, mờ mờ chúng ta lại thấm vào nước, thấm sạch và cọ và chúng ta vần mỏng phần mờ đi. Đó. Thế là xong rồi đúng không? Đó. Còn lại là cái phần bên dưới chúng ta vần như bình thường. Đáng nhận ra là mình sẽ vẽ màu trắng trước cơ, nhưng mà cái phần này thì mình sẽ lưu ý, cho nên mình vẽ màu đỏ trước, màu trắng tô sau cũng được. Mà sao cho cố gắng ăn hết cái lớp lót mờ mờ đi, đừng để lại lớp lót. Tự nhiên cái mang nó sẽ chìm và chìm xuống bên dưới. Miệng này. Đó, thế là được rồi. Đó, chúng ta cứ vờn mỏng cho trùm hẳn ra cái da bên cái phần mang bên ngoài này, thế là được. Đó, cho cái máng cứ dần dần nó chìm xuống dưới. Và cái con này thì nếu như không vẽ mang thì chúng ta màu trắng là chúng ta phải vẽ làm sao? Tức là ban đầu thường thường là chúng ta sẽ mình sẽ xoay ngược lại này đúng không? Mình sẽ quẹt mang như thế này. Quẹt như thế này. Đó. Thì bây giờ con này thì sẽ vẽ như thế nào? Mình vẽ màu trắng trước thì đó, thì chúng ta sẽ vẽ như này. Những phần là màu trắng này cứ tô hết vào. Làm sao cho nó cái màu nó san đều đều. Tiếp tục là chúng ta cứ san cho nó ra cái mang này. Tiếp tục bây giờ là mình sẽ săn máu ra, săn máu cho nó không bị cái gạc màu như thế này, nó gạc màu này là nó bị tách lớp ngay. Làm sao cho săn hai cái màu trên màu dưới nó hòa quyện vào với nhau. Đó. Tiếp tục bên này cũng vậy, nó săn máu nhẹ nhàng hợt nhé. Nhẹ nhàng hợp hợp mới chi. Đó. Chúng ta làm càng êm thì nó càng tỉ mỉ hơn. Ban đầu anh chị có thể là hơi lóng ngóng ấy, nhưng mà cứ làm vài lần thì nó quen hết rồi.
thế là được. Màu trắng chỉ cần làm vậy thôi. Chốc màu đỏ chúng ta đè lên là xong. Tiếp tục đến với phần trắng này thì sao? Phần giữa này thì không quan trọng, nó quan trọng là rìa. Ra rìa chúng ta cẩn thận là được. Đấy. Từ cái đoạn này, từ cái đoạn mà vườn mắm màu chúng ta cẩn thận là được. Thế màu trắng này mình đã xong rồi, ok rồi. Tiếp tục lại đến màu đỏ. Màu đỏ chúng ta vẫn như bình thường thôi, chúng ta lại đè như bình thường. Nhưng mà không vẫn sậm mà được. Tiếp tục phần đầu này. Phần đầu này mình sẽ làm như bình thường thôi. Cứ tô màu như bình thường. Bây giờ mình sẽ vờn cái rìa này ra cho nó mỏng. Nếu mà nó chưa tròn thì anh chị có thể chúng ta bo sửa lại cho nó tròn, cái đoạn này cho nó đẹp nhỉ. Đây này, nước cái đoạn này này. Đó. Màu vàng hay màu đỏ hay là màu gì đó thì chúng ta đã tô xong rồi. Mình lưu ý lại nha, thì là cái lớp này là nó chưa phải là lớp cuối cùng, cho nên là những cái phần ở giữa này chúng ta có thể là chúng ta nó qua loa được. Nhưng mà khi tới cái lớp cuối cùng đó, cái lớp cuối cùng thì chúng ta là tất cả các lớp mà chúng các vị trí này giữa hay diền chúng ta đều phải cẩn thận thì cái màu sắc nó mới mượt mà được. Đó, bây giờ nó chỉ là những cái lớp mà ở phía trước thôi. Rồi là những lớp sau này mình lại đè đi, mình đã mất đi mà, thì mình không cần phải quá là quan tâm. Vì quá là vẽ quá đẹp thì cũng đè đi cũng hết rồi mà. Cho nên nó vừa tốn thời gian mà nó không có cái tác dụng gì quá. Bây giờ là lớp dáng cá thứ 5 đúng không? Là lớp resin thứ 6, tính cả là vây cá rồi. Nó tầm 2 lớp nữa thôi thì là chúng ta sẽ kết thúc con cá này. 2 tới 3 lớp. Còn những con cá này thì chúng ta cứ đè như bình thường thôi. Mình sẽ làm luôn một thẻ nha. Con đỏ này thì không có gì. Con đỏ này thì anh chị chúng ta cứ quẹt một cái đường này. Chúng ta dùng một đỏ này. Chúng ta
quẹt một đường và chúng ta cứ san dần ra rìa thế là được. Quẹt luôn cả qua cái màng đấy cũng được. Và tiếp tục là mình sẽ san cái màu dần ra rìa là được. Đó. Làm sao cho nó ăn hết cái phần cái lớp lót đi cho nó đỡ bị cái tình trạng nó bạc bạc trắng trắng. Đó. Cái màng này chúng ta không cần phải vẽ gì cả nhé, cái màng chúng ta vẽ xong rồi không cần phải vẽ nữa. Vây đuôi anh chị cũng không cần phải vẽ nữa. Con căn nhỏ này vây đuôi chúng ta vẽ xong rồi. Không cần phải vẽ nữa. Còn lại những con gắn nhiều khoang này thì nó hơi phức tạp một chút thôi. Nói chung là lại vờn màu trắng rồi này nó quá là nhỏ cho nên mà chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Con này, con này rất nhỏ, nhỏ lắm. Mình sẽ quay to lên này mình vẽ. Quan sát. Ngòi bút này to này nhưng mà cái này vẽ như con nhỏ nó rất là khó, con to này vẽ dễ nhưng con nhỏ vẽ khó lắm. Cái kỹ thuật gạt màu nó rất là quan trọng, gạt được những cái điểm nó nhỏ như thế này đâu phải là nó dễ đâu. Cái màu nó khô rất là nhanh. Mình sấy cái màu này nó xe đi thì con cá này rất là nhỏ, anh chị có thể là chúng ta dùng cái cây cái cọ nó nhỏ hơn thì chúng ta vờn dễ hơn. Và những cái đoạn nào nó vẫn còn nó bị cái tình trạng nó lỗi hay nó chưa đều ấy thì chúng ta vẽ mờ thôi và sấy khô đi và sẽ làm lại cái lần lớp tiếp theo, làm lặp lại thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ êm hơn màu trắng nha. Đó, mình sẽ làm lặp lại này. Con này nó thì nó sẽ có khối này. Khối nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Tương tự như cái đoạn dưới lưng này. Màu bình pha nó cũng long loãng, không đặc đặc, nó khô rất là nhanh. Nó long loãng vừa vừa. Cá rất là nhỏ, nó chỉ bằng nó còn nhỏ hơn cái ngón tay mình này, nhỏ lắm.
Còn cái con này thì nó sẽ đậm đà rồi thì thôi không, mình không vẽ nữa. Cái nằm màu trắng bây giờ là mình đã vẽ, chúng ta đã làm xong màu trắng rồi. Chỉ còn cái màu đỏ nữa thôi, màu đỏ của những cái hai con này. Thì anh chị và các bạn cứ tô bình thường, tô vần cho bình thường. Rồi mình sẽ san ra. Con này con nó màu hơi cam cam, mình sẽ sử dụng màu hơi cam cam một chút. Đó, thế là được. Khi mà tô anh chị chúng ta nhớ là nó xoay nghiêng xoay ngửa nha. Cái màu chút nó bị lần nhòe ra ngoài đấy, con này làm sạch đi. Cái màu sắc nó gọn được. Tiếp tục lại phần dưới. Lại làm mờ đi. Ok. Thì là tương tự như những cái con kia thì mình cũng tô như vậy thôi. Đó là về cái phần lớp lót và màu chủ đạo của cá thì mình đã làm xong rồi. Bây giờ thì đây con này thì là xong rồi. Coi này, màu trắng màu đỏ xong hết rồi. Thì là tất cả là được, tất cả là tổng 6 lớp rồi. Thì một lớp nữa thôi, tức là lớp mà vào buổi hôm sau nữa. Và buổi hôm sau nữa thì mình sẽ trồng một lớp nữa và chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ kết thúc cái phần con cá này. Thì lớp sau nữa thì nó sẽ có cái vây lưng là xong và vảy cá. Vảy của con cá đó. Thì thường là mình sẽ vẽ vảy cá vào lúc cuối cùng. Vì là nếu như mà anh chị chúng ta mà vẽ vảy cá từ lớp dáng cá tới lớp trên này thì con cá chắc chắn thì nó sẽ bị tách lớp nhè ra ngay. Cho nên là kinh nghiệm của mình là vẽ chỉ lớp vảy cuối cùng hoặc là vảy, hoặc là hai cái lớp cuối cùng thì chúng ta sẽ vẽ vảy, hoặc là lớp cuối cùng thì sẽ vẽ vảy, hoặc là không vẽ vảy. Và tốt nhất thì không vẽ vảy thì cái khối này rất là đẹp. Đó. Khối cá nó lên rất là tròn rồi, tròn trịa rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tập trung vào hai con cá to này. Thì chúng ta phải vẽ cái đoạn đuôi như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ đi mình vẽ cái đuôi cá. Mình sẽ sử dụng màu trắng nha. Màu trắng ấy thì chúng ta pha như là cái màu mà chúng ta vẽ dáng cá đó. Nhưng mà chúng ta pha nhạt hơn một chút. Và mình sẽ vẽ một đường ra đây này. Giữa này. Lấy chụp. Chụp ăn như này. Tiếp theo mình sẽ vẽ một cái hình tam giác cho nó ăn vào đây. Và từ cái đoạn này nó sao cái màn hình nó lại trắng xóa thế này nhỉ? Mình chỉnh lại nhé. Rồi. Thì tiếp theo thì mình sẽ lấy cái cọ nhựa mình sẽ vờn nó cho nó ăn vào đây. Đoạn ăn vào thì nó mờ mờ mỏng mỏng thôi.
sao cho hai bên nó liền mạch nào. Nó như thế này là được. Tiếp theo thì cái con sen này thì cũng thế thôi. Ban đầu thì mình sẽ vẽ một cái đường trục giữa này. Cái đuôi anh chị cho tùy nha, tùy con cá nó ăn về bên nào thì nó vẫy về bên nào, nó quay về bên nào thì anh chị chúng ta uốn theo đường đấy. Đấy, con này uốn theo đường này. Đấy. Tiếp tục thì mình sẽ vẽ hai cái đường ở đây. Đấy, tiếp theo là cân chỉnh cho nó chuẩn lại. Nó dài tầm bằng cái đầu cá là được. Kích thước cái đầu cá, cái đuôi này. Nó dài tầm đó là được. Phần đuôi thì chúng ta đã vẽ xong rồi nha. Cái tỷ lệ phần đuôi này, phần đuôi với phần đầu này nó gần tương đối, nó bằng nhau là được. Từ phần đầu này đó là mình sẽ chờ khô thôi. Chờ khô thì trong quá trình chờ khô thì mình sẽ vẽ cái rêu này. Thì các bước thì chúng ta sẽ lặp lại hoàn toàn với lại các cái lớp trước, mấy cái khóm rêu này đó. Để cái này thì mình sẽ không quay nữa. Ok, thì bây giờ cái màu trắng nó đã khô rồi. Bây giờ thì mình sẽ dặm lại cái phần màu đỏ. Cái phần đuôi này trước mình đã dặm tròn này, giờ mình dặm lại đến đè hết cái màu trắng đi. Đó. Thế là nó tròn trịa trở lại. Để làm sao cái phần màu bên trên và phần màu bên dưới nó được quyện lại một thành một cái khối. Đấy. Màu trên màu dưới. Còn nếu như anh chị mà chúng ta mà muốn vẽ thêm cái phần màu đỏ ở dưới đuôi nữa cũng được, không sao. Thì chúng ta có thể chúng ta chế thêm cái phần đuôi đỏ ở trên dưới. Cho nó chảy chảy xuống đây một tí đi. Đó. Đó, để như vậy đi. Thì nó sẽ hài hòa hơn. 3 mã 1, 2, 3 đó. Tiếp tục những cái đôi bên này cũng thế. Đôi bên này thì mình chỉ cần làm 2 mảng thôi. Cho nên là mình cũng dặm lại cái phần màu cam. Màu cam này này. Mình sẽ dặm lại cho nó. Bé nhỉ, cho nó rộng rộng chút nữa. Thì mình sẽ được hai. Thì mình sẽ được hai mảng. Do cái đuôi nó có khối, do cái đuôi có khối thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải vờn sậm cái khối đuôi lại. Đó. Tiếp tục thì mình sẽ vờn vào bên trong. Đó, thì mình sẽ được cái khối đuôi của nó. Tương tự con này cũng thế.
bên trong này vần cũng được mà không vần cũng được, vì là đè lớp sau lên thì nó cũng hết mà. Đó, thì chúng ta đã hoàn thành được cái phần đuôi cá. Bây giờ thì mình sẽ đi tới cái phần tiếp theo để chúng ta sẽ kết thúc lớp này. Thì nó sẽ có một ít vây đuôi, thì mình sẽ vẽ một chút vây đuôi vào. Chị chúng ta quan sát nha. Chúng ta gạt màu trắng, vây đuôi chúng như vẽ như bình thường. Bây giờ thì mình sẽ đi vẽ vây đuôi. Chị nó quan sát cái vị trí của vây đuôi nha. Vây đuôi thì thường nó sẽ bằng cái vây dưới này. Đoạn này, này. Thì cái kích thước nó sẽ thế là được một cái vây đuôi. Nó ăn vào giữa đoạn đuôi nhá. Chứ nó ăn đoạn đầu này nó những cái đuôi dài lắm, vào đoạn giữa này. Nên đây ăn đoạn giữa này. Đó. Tiếp tục thì mình sẽ làm một cái vây bên này nữa. Mình thì mình sẽ vẽ cái đuôi bên này. Mình thì vẽ nó khá là quen rồi cho nên là nó đơn giản thôi, nó không có gì cả đó. Hai cái vây tương đối nó bằng nhau là được. Tiếp tục mà sang cái đấy là dần dần nhìn nó giống con cá rồi đó. Tiếp tục con đuôi bên này cũng thế thôi. Thì mình làm tương tự như con kia. Đây này, mình gạt màu nhá, mình gạt màu. Gạt màu gạt hết cả cái bàn to này. Vẽ đuôi con to cá to này mình sẽ dùng cái cọ to này. Cọ số 8, số 9 này. Đó. Ấn mạnh một đường như vậy là được. Đó. Làm lại một lần nữa cho nó mờ đi. Tiếp tục làm lại một lần nữa cho nó mờ đi. Mình thích cái đuôi nó mờ thôi. Đuôi trắng quá mình không thích. Tiếp tục cái đuôi bên này. Mình cho hai cái đuôi nó cân nhau. Ok, thế là cái lớp này chúng ta đã kết thúc ở đây. Mình sẽ kết thúc cái lớp resin này ở đây. Giờ cũng gần trưa rồi. Thì mà lát nữa thì mình sẽ đổ keo lại để chị chúng ta quan sát là sẽ khác biệt lúc trưa keo như thế nào. Mình đã pha keo xong và bây giờ thì mình sẽ đổ keo vào cái sản phẩm này xem nó thế nào.
rêu rất là sắc nét này. Con cá màu sắc rất là êm. Sẽ kết thúc ở đây, cái lớp này mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn chị và chúng ta đến với lớp kerosene tiếp theo vào ngày mai. Xin chào mọi người.